Xin chào quý vị và các bạn. Sau một khoảng thời gian với rất nhiều thông tin, chúng ta có thể nắm được về 3 mẫu xe mới của VinFast. Thì ngày hôm nay, 22 tháng 1, VinFast đã chính thức công bố 3 mẫu xe điện SUV tự lái thông minh của mình. 3 mẫu xe này đều sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với những tính năng thông minh. Và đây là một cột mốc quan trọng khẳng định tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu của VinFast, đồng thời góp phần đưa Việt Nam lên vị thế mới trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Với định hướng chiến lược là trở thành thương hiệu ô tô công nghệ cao toàn cầu, chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, VinFast nghiên cứu và phát triển thành công 3 dòng xe thông minh đầu tiên là VF31, VF32, VF33. Trong đó, VF31 là dòng SUV cỡ vừa nằm trong phân khúc C và chỉ có một phiên bản xe điện. Còn VF32 là xe SUV cỡ trung nằm trong phân khúc D, VF33 là mẫu xe SUV cỡ đại phân khúc E. VF32 và VF33 mỗi xe đều có hai phiên bản chạy động cơ điện và xăng. Cả ba dòng xe đều sở hữu những tính năng tự hành nằm trong cấp độ 2 và cấp độ 3 với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm bao gồm hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Đây cũng là các mẫu SUV nằm trong nhóm ít các xe trên thế giới có nhiều tính năng tự hành cấp độ 3. Khẳng định năng lực R và D cùng với năng lực triển khai các sản phẩm đẳng cấp cao mang tính tiên phong của VinFast. Đặc biệt, bản cao cấp của VF31, VF32 và VF33 đều sở hữu hệ thống cảm biến hiệu suất cao gồm cảm biến LiDAR, 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa lên tới 687m, 19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý ở tốc độ cao trên 100 km/h. Hệ thống tự lái được điều khiển bởi chip Oryx X có thể xử lý tới 200GB dữ liệu trên 1 giây, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần so với các thế hệ hiện tại. Ngoài ra, bản cao cấp của cả 3 dòng xe đều được trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều duy nhất trên thị trường, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe, triệu hồi xe cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh được phát triển sắp tới, mang đến một trải nghiệm tiện nghi, an toàn và đẳng cấp cho người dùng. Bên cạnh những tính năng tự hành vượt trội, với triết lý phát triển lấy người dùng làm trung tâm, thì VinFast đặc biệt đầu tư cho tính năng thông minh buồng lái ảo e-cockpit. Với những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, máy học và học sâu Deep Learning, nhận diện gương mặt, trợ lý ảo đa ngôn ngữ, các tính năng trên không chỉ mở ra không gian hưởng thụ tiện nghi và giải trí hoàn hảo trong xe, mà còn tùy biến tối đa, cá nhân hóa xe theo đặc tính và thói quen sử dụng của chủ nhân. Đây chính là điểm khác biệt nổi trội được hãng chú trọng và phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo nên từng khoảnh khắc đáng giá nhất chỉ có ở xe điện VinFast. Về độ an toàn, cả 3 dòng xe đều đạt được các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trên thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao cùng hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo và thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra tai nạn. Các bộ pin đều được bố trí dưới sàn xe để chống lật, với khả năng chịu nhiệt từ âm 40 độ C cho đến 80 độ C, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, các xe đều có tính năng cập nhật phần mềm từ xa, tự động phát hiện lỗi trên xe và tự động liên hệ với trạm dịch vụ gần nhất có thể. Và theo dự kiến thì VF31 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 11 năm 2021. Xe VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2021, bàn giao xe từ tháng 2 năm 2022. Tại Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11 năm 2021 và bàn giao xe từ tháng 6 năm 2022. Quý vị các bạn có những chia sẻ, có những cảm nhận như thế nào về 3 dòng xe thông minh mới của VinFast tại thị trường Việt Nam? Quý vị các bạn hãy để lại những đánh giá, những chia sẻ của mình ngay xuống phía dưới phần comment. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe VinFast trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.